anh em chào mừng anh em quay trở lại với kênh youtube của tinh tế ha thì anh em có thể thấy là trên bàn của mình đây có rất là nhiều những cái chiếc máy ảnh từ fuji film từ leica từ sony cho tới là một cái chiếc máy phim dạng Refiner của minota nhưng mà nhân vật chính trong cái video này là một cái chân hot shoe hoàn thiện rất là cao cấp tới từ quý stuff ha cái tên khá là thuần việt đây là một trong những sản phẩm được làm thủ công tại việt nam bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em kỹ hơn về cái sản phẩm này trong video và anh em nhớ xem hết video này để có thể nhận được những cái phần quà tới từ quý stop ha rồi thì anh em nào mà đã từng nghĩ á, khi mà chúng ta custom một cái máy ảnh thì chúng ta có thể thay phần da trước hoặc là ở đây mình có những cái dây đeo tới từ khắc tên rất là đẹp ha. Ờ, nhưng mà còn một cách nữa để chúng ta có thể cá nhân hóa ngay trên chính những cái chân hot shoe thì đây là một cái sản phẩm tới từ quý stop. Dòng MI này là dành cho những cái chiếc máy tới từ Sony như thế này và cái dòng STD, standard bình thường á là dành cho tất cả những cái sản phẩm còn lại Nikon, Canon, Leica, tất cả mọi thứ và kể cả những cái chiếc máy uh, phim như thế này cũng có thể sử dụng được cái chân shoe này. Bây giờ thì mình sẽ mở và cho anh em thấy được là cái hình dạng bên trong nó như thế nào. Cái lớp giấy họ làm rất là hay hơn. Ha. Cái phần bên ngoài được phủ nhám màu đen như thế này và phần giấy mình nghĩ là giấy này có thể tái chế được. Nó cho mình cảm giác là giống những cái sản phẩm khắc tên cái phần keo này móc ra là không bị bay đi cái phần lớp giấy luôn bên trong á, thì họ để trong một phần bông như thế này rất là chỉnh chu cái này á, là của cu hiệp nhưng mà cu hiệp không có muốn mạ cái phần đen cho nên là cu hiệp sẽ để nó nguyên bản một chút còn đây là một cái sản phẩm hoàn thiện tuyệt đối và cái sản phẩm chỉnh chu tới mức cuối cùng thì đây là những cái sản phẩm mà mình sẽ tặng mình sẽ ghi vào quay cho anh em cái hình ảnh cuối cùng như thế này từng đường vác từng đường viền nó là liền lạc cái màu đồng này á, nó đi với màu bạc cũng đẹp mà nó đi với màu đen cũng đẹp màu đen thì mình sẽ gắn ở trên cái chiếc Sony này để mình cũng mở cái sản phẩm dành cho Sony ra cho anh em xem nặng đầm mặc dù nó rất là nhỏ và cái đường vát cái này á đều được vát kim cương sáng bóng và những cái phần lớp mài này á, cũng được quý trà dũa rất là kỹ lưỡng mình nhớ là họ có chia sẻ đâu đó vài lần tức là sau khi đã gia công phần thô rồi họ đưa vào cái máy cắt họ cắt để cho nó tinh gọn lại xong lấy được cái lớp đồng tinh xong sau đó họ mới đi mài mài xong họ sơn sơn phủ lên và họ sơn hình như là đâu đó năm hay sáu lớp gì đó cái lớp sơn cuối cùng là để nó khô lâu nhất còn những cái lớp sơn còn lại là họ sẽ sơn cắt đâu đó từ khoảng 30 phút cho tới một tiếng cái sản phẩm dành cho sony nó hơi khác một chút phần đầu này nó lòi ra hơn một chút tại vì những cái ngàm chân hot shoe của sony nó sẽ thụt vào bên trong nhưng mà sau khi gắn vào em có thể thấy từng cái đường khít mình sờ nó không có lòi ra để chạm cái phần da tay của mình rất là chỉnh chu rất là đẹp hoặc là để mình gắn lên cái chiếc lê ca nhưng mà có một cái chút khác biệt là những cái chiếc máy lê ca họ sẽ đánh số ở trên cái này cho nên là nếu mà anh em nào bị OCD giống như mình á thì em sẽ cảm thấy nó hơi khó chịu một chút nhưng mà đối với anh em sử dụng những chiếc máy Leica đặc biệt á mà họ đánh số thứ tự ở phía sau này á thì ở trên này hầu như là không có một cái số hay là thứ tự bất kỳ gì cho nên là em hoàn toàn có thể gắn những sản phẩm này lên được nó là đẹp và nãy giờ anh em có thể thấy ha dù là để nguyên thủy hay là được sơn một cái lớp phủ màu đen lên như thế này thì cái sản phẩm này nó cũng rất là chỉnh chu nó rất là phù hợp đối với màu đen hay là màu bạc Lật ngược ra cái phần mặt sau họ đóng một cái logo là Quý Stuff cũng như là những cái mã là CA00 gì đó Để dành để phân biệt những cái chân hot shoe khác nhau Ở bên cạnh đó anh em cũng có thể tự custom những cái logo riêng của mình Mình thấy là bên 50mm Việt Nam hoặc là bên Fujifilm họ custom cũng rất là đẹp ha Bây giờ thì chúng ta sẽ tới cái phần painting game Mình có để link bên dưới cái video này anh em và bà viết của mình trên trang tinh tế vn Sau đó anh em comment cái máy ảnh hoặc là cái hệ thống máy ảnh cũng như là ống kính mà anh em đang sử dụng sau một tuần thì mình sẽ kết thúc cái trò chơi này và tặng cho anh em trong đó bao gồm 7 chân hot shoe này dành cho những cái máy bình thường không phải là máy Sony ha và ba cái chiếc máy dành riêng cho những cái sản phẩm của Sony tổng cộng là 10 cái rồi à, video chỉ đến đây thôi à, sản phẩm rất là đẹp tới từ quý stop mình rất là thích mình chắc có lẽ là phải dú riêng một cái dành cho mình à, chào tạm biệt và cảm ơn anh em đã xem hết video